Âu lo sầu vương em bước trên đường đời. Khi đôi ta còn thơ vui những ngày hè nắng, thay trong tay cái vai và cùng vui ca. Vượt bao tháng trầm, bao kỷ niệm trôi qua, dù mãi kim tìm cũng chỉ là hư vô. Chị Kim Hiền, chị có thể nói một chút về vai diễn của mình trong phim Nàng Men Chán Bóng được không ạ? Thật sự là do tới mình đã cho Hiền có một cái cơ hội. Thường thì mọi người hay thấy Hiền là trong vai Út Ráng, thì đây cũng là một cái dịp để Hiền tái ngộ lại với đạo diễn vào tới mình, cũng là một cô gái nhưng cái tưng tưng ở đây nó có một cái chiều sâu, là giả tướng mình đã biến hóa cái nhân vật Út Hường á, nó một cái nhân vật rất là mang tính nhân văn. Thì nghĩa là mọi người nên coi rồi mọi người sẽ nhận xét như thế nào. Thông qua Facebook của phim Nàng Men Chán Bóng thì cũng có một số hình ảnh rất là vui về chị Kim Hiền, chẳng hạn như là lúc chị Kim Hiền cưỡng hôn Ngô Kiến Huy chẳng hạn, thì không biết là chị Kim Hiền có thể chia sẻ một số kỷ niệm vui khi mà đóng những cảnh quay này hay không? Nếu mà nói mà để hai người đóng cặp thì cái số tuổi thì nó rất là lớn với Ngô Kiến Huy, nhưng mà vì cái mà người ta nói quan trọng là bật nơ, một cái người diễn nếu mà người đó diễn tốt thì mình cũng sẽ diễn rất là tốt. Và đúng là một cái hiệu quả là cộng thêm với là Võ Tuấn Bình đạo diễn thì đã là cho tụi Hiền một cái gì đó, tụi Hiền diễn hết mình tất cả mọi cái. Không biết là chị đánh giá về vai diễn của Ngô Kiến Huy trong phim này như thế nào, vì đây là vai diễn đầu tiên của Ngô Kiến Huy. Thực sự là Hiền rất là ngưỡng mộ Ngô Kiến Huy, tại vì không nghĩ là một ca sĩ, Hiền cũng đã coi nhiều phim của Ngô Kiến Huy rồi, nhưng mà chính bộ phim này Ngô Kiến Huy đã đánh giá một cái tài năng của mình rất là lớn. Hiền rất là khâm phục, bởi vì ngoài cái sự nhiệt tình của Ngô Kiến Huy, nó còn một cái tố chất là Ngô Kiến Huy chắc chắn là một diễn viên. Ở trên Facebook của phim Nàng Men Chán Bóng thì cũng có rất nhiều fan của chị Kim Hiền theo dõi và lúc nào cũng ủng hộ những tin tức hoặc là những hình ảnh về chị. Không biết chị có thể nói một đôi lời với tất cả các bạn fan của chị trên Facebook hay không? Hiền xin cảm ơn tất cả fan của Hiền, fan đã từng theo Hiền từ những lúc còn rất là bập bẹ cho tới lúc bây giờ, và Hiền hy vọng rằng là những sự nỗ lực của Hiền và tất cả cố gắng của Hiền, Hiền cũng sẽ làm hết mình để cho mình không để cho là khán giả không còn một cái gì đó ngờ ngợ là Kim Hiền ngoài đóng phim phản diện, ít ra thì cũng có những cái vai Hiền, vai cá tính hoặc là tưng tưng. Xin cảm ơn chị. Xin chào các bạn, thì Huy cũng như thay mặt tất cả các ekip làm phim Nàng Men Chán Bóng sẽ gửi đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân thành nhất và thật là sâu sắc, bởi vì từ suốt quá trình làm phim đến lúc mà chọn casting rồi đến những cái bước đầu mà bộ phim bấm máy rồi đến hôm nay và thành quả cuối cùng thì là những khoảnh khắc không thể nào quên được, và Huy hy vọng rằng những sự chờ đợi các bạn sẽ thất vọng và sẽ là một phim rất là hay. Trên Facebook của Nàng Men Chán Bóng thì update liên tục hình ảnh của Huy trong phim, đặc biệt là những hình ảnh mà Huy có những cảnh giả gái không, và các bạn rất là hứng thú trước những cái hình ảnh này, thì không biết là Huy có thể chia sẻ một chút kỷ niệm vui khi mà phải đóng những cảnh quay này hay không? Vâng ạ, thì khi mà Huy đóng vai giả gái thì phải nói rất là nhiều kỷ niệm. Thứ nhất là lần đầu tiên mình phải đội một bộ tóc giả suốt từ mấy tiếng đồng hồ trên đầu, và phải son môi rồi bấm mi make up rất là lâu, phải 2 tiếng xong bộ mặt của Huy. Thì đó là những cái kỷ niệm mà thật sự rất đáng nhớ, và có lẽ là rất rất lâu nữa thì Huy cũng xong dù anh được. Trong phim Nàng Men Chán Bóng thì cũng có những cảnh Huy phải mặc váy hoặc là phải mang giày cao gót, thì chẳng hạn là với việc mang giày cao gót, Huy đã phải làm quen với việc đó như thế nào? Vấn đề là mình làm việc với là giày cao gót thì một cái thử thách rất là lớn, bởi vì thứ nhất là Huy mới cảm nhận được cái nỗi đau mình có nỗi khổ như người phụ nữ mà mang cuốc như thế nào, và tập làm quen với nó thì mất cả các tuần để Huy đã đi lại được. Trước giờ thì các fan vẫn gọi Huy là Trùm Bắp, nhưng mà trong phim này thì Huy lại có tên là Ẻo Ợp. Vậy thì từ bây giờ Huy muốn các fan sẽ gọi Huy bằng nickname nào? Có lẽ là cái tên Bắp Ẻo Ợp. Một câu hỏi nữa là không biết bạn gái Khổng Tú Quỳnh của Huy thì sẽ phản ứng như thế nào trước những cái cảnh quay của Huy, vì hình như là bạn gái Khổng Tú Quỳnh cũng có xuống thăm đoàn phim và thăm Huy đúng không? Thì lúc phản ứng đầu tiên của mình thì rất là ngạc nhiên, bởi vì thấy Huy hình dạng con gái mà con gái rất là bự, chứ là không phải là nõn nà người ta mà nó đen thùi, với lại nó bự con lắm, thì là rất ngạc nhiên. Mà thấy những cái nỗ lực của Huy như là cái làm phim thì phải nói đó là những giây phút mà mình ấn tượng và cảm động. Có thấy một câu hỏi cuối cùng là Huy có thể chia sẻ được những cái cảnh hôn trong phim, bởi vì trong phim này thì Huy có nhiều cảnh hôn nhất, đặc biệt là hôn với Kim Hiền, hôn với Ngọc Diệp và cả hôn với Bá Dô Đức Tiến nữa, thì không biết là cảm giác của Huy như thế nào?
Cảm giác Huy rất là rung bởi vì lần đầu tiên mà đóng những này chị như là Ngọc Diệp rồi Diệp Kim Hiền rồi anh Đức Tiến rồi Baizo là những bạn đã có thâm niên diễn rất lâu rồi. Thì khi mình diễn cánh hung thì có lẽ là cánh hung với chị Ngọc Diệp ấn tượng nhất bởi vì quay đến 18 lần lận. Thì có lẽ hai chị em cũng hơi ngại với lại cũng có nhiều cái mắc cỡ nên có lẽ là phải quay đi lại rất nhiều lần. Xin cảm ơn Huy rất nhiều và Huy có thể chào các bạn fan của Huy trên Facebook. Huy xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật vui và xem phim thật là hào hứng và vui vẻ. Anh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình khi đến đây tham dự buổi ra mắt bộ phim Nàng Mang Trăng Bóng được không ạ? Trước tiên thì Tiến xin lời chào thân ái tất cả các bạn. Hôm nay Tiến cùng với ekip làm phim bộ phim Nàng Mang Trăng Bóng đang có buổi ra mắt tại Galaxy Nguyễn Du. Các bạn cũng thấy hôm nay rất là vui nhộn và hân hoan chào đón tất cả các bạn trẻ cùng đến chung vui buổi ra mắt này. Và trong bộ phim này xin tiết lộ tí xíu thôi, Tiến đóng một vai Hùng Bò Tó, một cái vai khá là ngổ ngáo, hơi bị bộc trực và có thể nói là anh ấy thẳng tính quá nên là đôi khi gây ra hiểu lầm. Và chính vì điều đó nó có sự hiểu lầm rất là dễ thương, anh ta đã mang cái tình cảm yêu mến một cái người này là hình ngoài hình hài rất là nữ tính, nhưng phát hiện cuối cùng ra nàng là chàng và đã có rất nhiều bi kịch đã xảy ra, nhiều tình huống éo le và rất là dễ thương giữa Đức Tiến và Hùng Mò Tó cùng với các bạn diễn là Ngọc Diệp và Đinh Chiến Huy. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ bộ phim Nàng Mang Trăng Bóng cũng như ủng hộ Tiến trong bộ phim này. Thưa anh Tiến, trong bộ phim này thì như anh chia sẻ là anh đã nhận được tình cảm của một nàng nhưng mà lại là chàng. Không biết là ở ngoài đời thì anh Đức Tiến có bao giờ lâm vào trường hợp này chưa? Thật ra thì cái vai này các bạn biết không, trong phim Tiến là một cái vai một người nam được cả nam và nữ yêu thích nữa, chứ không chỉ có nữ không thôi. Ngoài đời Tiến nghĩ là cũng có chứ phải không, nhưng mà rất may là không đến nỗi mà nhầm lẫn nàng thành chàng. Anh có thể kể một kỷ niệm nào vui nhất của anh đối với đoàn phim được không ạ? Trong suốt quá trình quay, các bạn biết không, bạn Huy nhìn ở ngoài đời rất là dễ thương và nhỏ con, mà khi hóa trang vào thành một vai nữ thì có thể là không tưởng tượng được, không còn nhỏ con mà rất là khủng long to bự. Có nhiều cảnh là Tiến phải ẵm bồng bế và có nhiều cảnh tình cảm rất là sâu nặng giữa mình và bạn ấy, và hai bạn rất là căng thẳng với nhau. Tuy nhiên là chúng tôi là cố gắng hết sức, thì các bạn đã xem và chú ý nhé. Câu cuối cùng thì không biết là anh có thể nói một lời nào đối với các khán giả đang ủng hộ anh qua Facebook Nàng Mang Trăng Bóng hay không? Xin cảm ơn các bạn đã yêu mến ủng hộ Tiến qua bộ phim này cũng như vai diễn Hùng Bò Tót trong phim. Tiến không biết nói gì hơn và hy vọng các bạn sẽ yêu mến, ủng hộ không chỉ cá nhân Tiến, ủng hộ thêm phim Việt Nam để ngày một càng có nhiều phim hay hơn và các bạn có thể xem và yêu thích nhiều hơn. Xin cảm ơn anh. Fan của chị có để một món quà rất là bí mật cho chị, không biết là chị có thể theo chân chúng tôi vào. Các fan này là fan đã ủng hộ chị qua Facebook của Nàng Mang Trăng Bóng và đã nhờ admin của Facebook Nàng Mang Trăng Bóng dành tặng một món quà rất là bất ngờ cho chị. Xin mời chị Ngọc Diệp ơi, không biết là khi mà thấy được cái món quà rất là bất ngờ như thế này của các fan tặng cho chị thì không biết là cảm xúc của chị bây giờ như thế nào? Đứng với chị, đứng đây. Các bạn fan cũng cùng lên đứng với chị Ngọc Diệp luôn. Chị rất là cảm ơn hai em và mấy bạn đã luôn yêu mến chị trong từng bước đi của chị. Và thật sự là vì các em, vì mọi người, ngày nào mà còn một đứa muốn coi phim của chị đóng thôi á, thì chắc chắn chị cũng sẽ còn cố gắng ở trên điện ảnh. Và hy vọng mọi người cũng sẽ thích bộ phim này. Các bạn ở đây rất là nhiệt tình đã ủng hộ và đã theo dõi những tất cả những hình ảnh cũng như tin tức của chị về bộ phim thông qua Facebook của Nàng Mang Trăng Bóng. Không biết là chị đã bao giờ vào Facebook của Nàng Mang Trăng Bóng để xem những hình ảnh của chị chưa? Ngọc Diệp có được thác qua một vài bức ảnh và cảm thấy rất là thú vị, bởi vì khi mình đóng phim mình cũng không có tập trung để mà biết là người ta đang chụp hình mình. Mà có những cái tấm ảnh mà Ngọc Diệp nghĩ là chắc là có một không hai thôi, giống như là đang phóng lên, đang bay hay là đang nhảy, trông rất là men. Ok, không biết là bây giờ chị Ngọc Diệp có gửi lại một lời chúc hoặc là một lời nói gì đến tất cả các bạn fan đã ủng hộ chị và đã tặng chị những cái món quà rất là bất ngờ trong ngày hôm nay. Chị rất là cảm động cho tất cả những gì mà các em đã dành cho chị, sự yêu mến và ủng hộ chị.
Cảm ơn. Ngọc Diệp cảm thấy là bây giờ cái công việc diễn viên của mình mới thật sự là ý nghĩa. Và vì những tình cảm này thì Ngọc Diệp biết rằng á, cho dù mình có phải cố gắng như thế nào, có phải đau, có phải té, có phải nhức, nói chung là vẫn phải luôn luôn làm trên sức của mình để có thể gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đang yêu quý Ngọc Diệp. Xin cảm ơn chị. Em vui tươi hồn nhiên, em yêu đời đẹp lắm. Không, ông lo sợ vương em bước. Cái lời cảm ơn đặc biệt nhất là mình dành cho miền Tây sông nước, dành cho những con người miền sông nước, những con người sống hết mình, những con người sống giản đơn, hồn hậu. Tiếp theo mình xin đặc biệt cảm ơn đến các diễn viên trong đoàn phim, ekip làm phim, các hãng phim và tất cả những ai đã giúp đỡ để cho bộ phim Nàng Mây Chạm Bóng được hoàn thành. Xin cảm ơn quý anh chị, cô chú, bạn bè, báo chí, phóng viên, truyền thông. Xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn bè trong giới. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và chúc cho quý vị khán giả có một buổi tối không đến nỗi nào là khó chịu. Dạ. Khi đôi ta còn thơ vui những ngày hè nắng, thấy trong tay cái vai và cùng vui ca. Vượt bao tháng trầm, bao kỷ niệm trôi qua, dù mãi kiếm tìm cũng chỉ là hư vô. Đến một ngày bất chợt nhận ra.